Qua 7 ngày, thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt theo tinh thần ai ở đâu thì ở đó. Thành phố Đà Nẵng đã đạt được những thành công bước đầu. Đây cũng chính là yếu tố quyết định đưa công tác phòng chống COVID-19 tại Đà Nẵng tiếp tục đi đúng hướng, góp phần kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Từ những con đường vắng lặng cho đến những khu dân cư được rào chắn liên hoàn. Đây là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt từ lực lượng tuần tra kiểm soát trên mọi nẻo đường cho đến những tổ COVID cộng đồng bao phủ khắp địa bàn. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh vận động, tuyên truyền, giám sát việc thực hiện ai ở đâu thì ở đó theo quyết định số 2788 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhưng quan trọng hơn, bằng sự đồng lòng, người dân thành phố Đà Nẵng đã thực hiện tốt việc giãn cách xã hội, làm cơ sở để thành phố triển khai hiệu quả các công tác xét nghiệm, truy vết, tách các F0 ra khỏi cộng đồng để theo dõi sức khỏe và điều trị. Chúng ta đã sàng lọc và đã phát hiện ra một số ca F0 trong cộng đồng. Bên cạnh đó thì nhân dân cũng rất là thực hiện rất là tốt cái quyết định này. Và chủ trương và mục tiêu ban đầu là chúng ta đánh giá cái F0 trong cộng đồng. Mục tiêu thứ hai là chúng ta phát hiện và tách F0 ra khỏi cộng đồng. Và cả hơn mục tiêu này thì gần 7 ngày qua thì thành phố đạt được hai cái mục tiêu này. Bên cạnh quyết liệt áp dụng các biện pháp mạnh để đảm bảo cung ứng thực phẩm cho người dân trong thời gian giãn cách, thành phố đã xây dựng phương án theo phương châm 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng, vận động sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, hàng chục ngàn xuất quà là các nhu yếu phẩm cùng hàng ngàn tấn rau củ quả đã được đưa về các địa phương, trao tận tay từng hộ gia đình, nhất là các hộ gia đình khó khăn. Thời gian này, thành phố cũng tích cực hỗ trợ các công nhân tại các khu công nghiệp thực hiện 3 tại chỗ, chủ động tháo gỡ khó khăn cho người dân trong công tác duy tu, bảo dưỡng tàu thuyền, gỡ vướng cho nông dân ra đồng, chăm sóc, thu hoạch lúa hè thu và các loại rau màu. Lòng dân có yên thì phòng chống dịch mới ổn. Chính vì vậy, sức khỏe và đời sống của nhân dân luôn được thành phố xem là ưu tiên hàng đầu. Một trong những cái thành công mà chúng ta triển khai cái biện pháp này chính là chúng ta đã phải song hành và chuẩn bị rất tốt các cái điều kiện về nhu yếu phẩm. Chứ còn nếu mà tuy nhu cầu của người dân mà người ta không được đáp ứng một cách cơ bản thì tất cả những cái biện pháp chúng ta sẽ không bao giờ đảm bảo được. Hiện nay, Đà Nẵng đang tiếp tục bước vào những ngày giãn cách mới với mục tiêu cao nhất là kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. Không để ai bị bỏ lại phía sau, thành phố đã và đang nỗ lực không ngừng đem đến sự bình yên cho mỗi người dân giữa lúc COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Giãn cách nhưng không hề xa cách. Người Đà Nẵng những ngày này vẫn đang đồng tâm, đồng sức, đồng lòng để thành phố sớm chiến thắng dịch bệnh, trở về cuộc sống bình thường mới.